cái đáp án nào mà mình thấy 100% là chính xác, gom bi vô đứng cho đông chút xíu, đúng không? Những người còn lại mình mới tẻ ra những cái chỗ khác ha. Mời đáp án của chương trình. Bãi biển Lăng Cô, bãi biển An Bàng, bãi biển Cát Bà, bãi biển Mỹ Khê, bãi biển Trà Cổ đều là những bãi biển của Việt Nam, nó trải dài khắp miền đất nước luôn. Ủa sao mặt nhăn dữ vậy Nguyên? Có ghé qua bãi biển nào ở đây chưa? Cái bãi biển như này thì em mới đi có một bãi biển thôi ở ngoài miền Bắc và gần nhà thì đó là bãi biển Cát Bà. Là biết được cái bãi Cát Bà đúng không? Được, biết được. Còn mấy người còn lại có biết bãi nào không? Bãi Mỹ Khê. Mỹ Khê cũng biết rồi. Mỹ Khê. Thôi biết được là mừng rồi. Quay lại nhìn câu hỏi nè. Các bãi biển đẹp nhất miền Trung. Bắt đầu. Chọn đi, quay lại ba ba bãi biển Lăng Cô là của miền Trung. Mỹ Khê. Mỹ Khê gì nữa? Lăng Cô. Gì Mỹ Khê? Mỹ Khê cái trắng nè. Lát hồi chắc chắn. Chị nghe vô. Thôi thôi đi, vô đi. Ba đứa đi. Ba đứa hả? Không gì nữa. Ba đứa vô trước cho nha. Cái gì? Tôi sợ lắm, cho tôi vô trước cho. Lăng Cô em. Vô đây luôn đi, còn hai người kia tẻ ra. Lăng Cô gì? Lăng Cô là em còn nhớ là của miền Trung. Lăng Cô kìa. Vô. Ủa ba lần đó, ba rửa con ba vị trí lần, ba vị trí. Lên. Có cái nào? Một ô nữa. Mỹ Khê đi, Mỹ Khê đi. Mỹ Khê. Mỹ Khê đi. Mỹ Khê đi. Hết giờ. Ôi. Các bạn đang đứng vào bãi biển Lăng Cô, Cát Bà và Mỹ Khê. Nãy em thấy hình như là nhiều bạn nói đã từng đến Mỹ Khê rồi đúng không? Dạ. Sao vai ô hộ? Dạ không, em biết là Mỹ Khê là ở miền Trung. Mỹ Khê miền Trung, tỉnh nào? Dạ em xem em thấy thích chọn mấy nơi du lịch đó, nhưng mà em có lướt qua thôi chứ em cũng chưa không có đi nhiều. Lướt qua thôi chứ chưa có ghé. Đây, con bé này. Ban đầu em đứng bên đây và cái sau đó em mới tràn qua đây là Cát Bà phải không em? Tức là lúc đó mình quý quá mình chạy loạn hay sao? Tại vì một chỗ đứng hai người phải chọn ba đáp án nên em chạy đại. Chạy đại luôn vậy đó hả? Chạy đại nha quý vị. Chứ không có ý thức gì trơn trọi. Cho em chạy lại được không mọi người? Bên đây Lăng Cô. Vừa nãy thì em có nói là em nhớ mang máng đâu đó là Lăng Cô là của miền Trung. Sau anh bảo ừ chắc chắn rồi, thế chạy vào. Chạy vào xong bây giờ anh bảo ôi may quá mình còn sống, em bảo em không nhớ rõ nữa. Thế là anh ấy đang bị hoang mang. Em nói là em không nhớ rõ nữa bây giờ. Gì suy sụp vậy? Chưa biết kết quả mà suy sụp gì? Không, nhưng mà em tin tưởng 100% và đồng đội của em. Vậy hả? Và sau khi đồng đội của em đưa em vô cái ô này và đồng đội em nói rằng là em không nhớ chắc chắn nữa. Đó rồi. Bên đây nhớ mang máng, bé bên đây là chạy không có nhận thức, còn bên kia là cũng chỉ mơ màng thôi. Chết rồi, sao kỳ vậy ta? Mà đứng đông mới ghê chứ. Bên đây tụ 2, bên đây tụ 2, bên đây tụ 1. Lỡ như hai cái tụ này mà sai một cái là còn một mình em thôi nha em gái. Lời. Anh sẽ nói lời với đồng đội của em à. Vẫy tay chào bạn Hiền ơi xin nhớ. Không sao, phải tự tin lên các em ạ. Ở vị trí số 2 và số 5 là hai cái vị trí không ai lựa chọn hết. Bãi biển An Bàng và bãi biển Trà Cổ. Mời kết quả. Bãi biển An Bàng là của miền Trung, còn bãi biển Trà Cổ là ở Quảng Ninh. Tiếc là các bạn không ai chọn cái bãi biển An Bàng. Bây giờ chỉ còn lại hai đáp án đúng, mà ở đây có tới ba vị trí. Anh sẽ công bố bãi biển Lăng Cô nha, để cho hai em bớt rung. Dâu tay. Anh rất là đúng. Đáp án bãi biển Lăng Cô đúng hay sai? Đúng. Không sướng nè. Không sướng nè. Ừ. Hey. Yeah. Đó là đáp án chính xác. Thôi chứ anh tưởng là ập xuống là không có dừa. Cái người không có dừa. Ừ, bị kẹt cái ngấn mở. Bãi biển Lăng Cô ở Huế. Cái vấn đề còn lại là hai cái bãi này, bãi Cát Bà và bãi Mỹ Khê. Cái nào đúng, cái nào sai? Dĩ nhiên chứ con có một cái đúng mà thôi. Chị nghe đúng. Không, mong là chị nghe đúng. Em lợi đi. Ừ. Mình mong là mong như vậy, nhưng mà mọi cái ở đâu có do mình quyết định đâu, phải không nào?
mời kết quả. Lợi em đi, mình về mình cứu lại ở vòng 3, hiểu không? Ừ, còn chỉ còn ở lại cho tất cả. Ừ, ba em. Ba cậu nha. Trời, lạc lõng quá, ước gì có người đi chung. Trời ơi. Này người ta kêu là cầu được ước thấy nè. À, cuối cùng thì hai thành viên mà trong đó có đội trưởng Thiên Nga đã được ở lại do họ đã chọn đáp án chính xác. Còn cô bé đứng ở vị trí bãi biển Cát Bà đã chọn đáp án sai, cho nên là phải chia tay với chúng ta, bước vào căn phòng trống. Mời các em bước ra đây cùng với anh. Cát Bà là đâu biết không? Ở Hải Phòng. Mỹ Khê là Đà Nẵng. À, tức là bốn chị em mình đã an toàn, mà mừng nhất là bảo vệ được bà đội trưởng. Người ta 10 triệu lần em ơi, ráng nâng niu che chở bảo bọc sau đó đưa vô được tới vòng 2 cái là ngon nha. Ủa còn vệ dạ. Nãy anh thấy em bye bye ai đó? Bye bye cô bé. À vậy em, hả? Em út nhà em. À dạ. Tức là em cũng nghĩ rằng bé sẽ ra đi đó hả? Em đoán vậy và em cũng cầu là vậy. Cũng cầu là vậy. Dạ, tại vì giờ chỉ còn có hai sự lựa chọn. Một là trưởng nhóm, hai là con bé. Thôi cho con bé đi đi, em giữ lại được 10 triệu. À 10 dạ. triệu ngon hơn đúng không? Dạ, đúng rồi. Rồi đó mình dụng quyền hồi sinh, mình cứ con bé quay trở lại. Không, em sẽ không hồi sinh nó luôn. Thôi con bé đi luôn. Trời ơi. Alo chị Minh à, về đi nha. Em gọi anh kia xa xôi vậy, anh cho gặp tại chỗ luôn nè. Nha. Kết nối với căn phòng trống nè. Đó. Hi mọi người ơi, mọi người hôm nay mọi người đã coi livestream của em đi sao? Đang thật ra là em buồn dữ lắm. Trời ơi, nó đổi tâm lý kìa. Em buồn lắm, mọi người ghé đây là giữ chị Nga lại nha, bị loại hết cũng được. Đáng nhớ em chờ xíu là vòng 2 là sẽ cứu được em thôi. Hình như ban đầu là con bé đứng chung chỗ với em phải không? À đúng rồi, chạy qua với em. Cái sau đó là em đẩy con bé ra kia. Không, em đẩy, em đẩy. À đó, đi qua em đẩy. Thôi, dầu sao thì mới là câu đầu thôi. Hy vọng rằng qua những câu sau, nguyên cái nhóm mình giữ được đội hình dày, không rơi rụng ai nữa để còn có cơ hội của con bé quay lại nha. Tạm biệt em. Tội nghiệp của mời em. Mời các em về chỗ. Và bây giờ sẽ là câu hỏi số 2. Mời đội siêu nhân. Vẫn nguyên được 5 người ngon lành luôn. Điều gì sắp sửa xảy ra với chúng ta? Mời các em nhìn vào những chiếc két sắt ở đây. Một cái đèn đã tắt, còn lại 4 chiếc két sắt với 4 đáp án của chương trình đưa ra. Và trong 4 đáp án này chỉ có 2 đáp án là đúng. Và một lần nữa các em sẽ phải phân bố lực lượng làm sao ít nhất đứng vào 2 vị trí nha. Lần này nếu như một người mà chọn được đáp án đúng, các em sẽ mang về cho đội mình 2 triệu đồng. Mời đáp án của chương trình. Máy bay. Tên lửa. Xe tăng. Tàu ngầm. Đều là những phương tiện. Mời các em xem câu hỏi. Anh là quốc gia đầu tiên phát minh ra điều gì? Bắt đầu. Tên lửa, tàu xe tăng đúng quá. Quay lại bàn với nhau nào. Tàu ngầm, máy bay. Tàu ngầm, máy bay. Tàu ngầm. Máy bay, tàu ngầm. Anh chắc không có chiến tranh gì. Anh lên nhất. Bây giờ anh nghĩ là anh tàu ngầm là có rồi đó nha. Có còn 16 giây kìa, bây giờ sao? Vậy chia ra đi, không phải là không biết thì mình rải người ra đúng rồi. Vậy bây giờ nhắc nhất cái nào? Tên lửa với máy bay. Lên đi thôi, lên đi. Giờ tàu ngầm dốc. Tàu ngầm. Bên này kiếm hậu, kiếm hậu. Thì hai cái hả? Hai cái kiếm hậu kiểu ơi. Rải ra đi, rải ra đi. Rải ra đi. Hết giờ. Ủa nó nghe nè, bé Hồng đứng bên chỗ xe tăng được rồi. Ngoắt nó qua tên lửa ăn chi vậy? Tụi em muốn bảo tồn cái dấu dò. À tức là tụi em đang nghĩ rằng tên lửa là chính xác 100% đó hả? À đưa tụi em lên luôn. Ủa nếu như vậy thì lẽ ra em phải ngoắt Hồ Việt Trung qua chứ. Thôi để ảnh đi cái gì ta? À ảnh đi tàu ngầm. Em tàu rất tự ngầm. Tin. Rất tự tin. Linh cảm của một người siêu nhân nói em như vậy. Linh cảm. Còn Trung sao em? Em nghĩ là tàu ngầm, còn mấy kia không biết, nhưng mà em không biết em có đúng không. Giờ lỡ như tên lửa mà sai một cái nguyên cụm 3 người để đi chung luôn nè. Nghe chưa? Đó, thấy không? Đánh tên lửa đâu. Rất là hồi hộp nha. Ở đây các em đang chọn 2 đáp án, có nghĩa là xác suất của chúng ta đang là 50-50. Anh sẽ công bố vị trí số 3 trước. Vị trí xe tăng, nơi mà con bé Kim Hồng đã bỏ chạy. Thấy cái xe tăng nó có bộ nó xù xì quá, không thích chạy qua tên lửa chơi để bay cho cao. Xin mời.
coi. Đúng rồi, để nó. Đó là đáp án đúng các em ạ. Giận quá, giận quá. Em đã đứng ở đó rồi đúng không? Một mình em cưỡi cái xe tăng ngon lành quá. Em tràn quá cái tên lửa chi cho nó đông gì không biết nè. Cái tên lửa chở hai người đã đủ chật rồi, thêm em vô nữa nó bay sao nổi em. Cô gái áo đỏ chỉ nên làm diễn viên anh à. Trời ơi, tham gia cuộc chiến là không được. Trong khi cái câu đầu tiên là nhờ cô gái áo đỏ mà em mới thắng đó. Đồng em biết ơn giờ chị. Lục đột rồi anh ơi, đọc đáp án. Mới hồi nãy em tin tưởng vào chị của em, giờ nói vậy đó. Em vẫn rất thương chị. Anh sẽ công bố vị trí số 1 máy bay. Bây giờ đây mà nó xanh đèn một cái nữa là tự hiểu hai cái cách sắt kia nó rớt ụp mình luôn nha. Khỏi nói, nó mà xanh một cái là đi về liền. Bên đây mình vô đi vòng đặc biệt luôn. Yeah. Cái máy bay nó xuống luôn đi. Chuẩn bị để coi coi máy bay nó có đáp hay không. Xin mời. Không đáp, đáp không đáp, không đáp, không đáp, không đáp, không đáp, đáp, không đáp. Máy bay đã hạ cánh. Đời mình vẫn còn một. Cứu chị nha, còn nhiều câu hỏi chị biết lắm. Giờ nè, tàu ngầm với tên lửa nè, coi cái bên nào lên đường nha. Hoặc là tàu ngầm là lặn sâu rồi chìm luôn dưới đáy đại dương, còn tên lửa bay lên không trung rồi bay đi vĩnh viễn. Để coi coi hai người hay ba người sẽ vào trong căn phòng trống đây. Mời kết quả. Đó là tàu ngầm. Chúc mừng hai anh em. Mời hai anh em vào đây. Bốn triệu. Dạ. Lẽ ra mình có 6 triệu đó. Bị diện bé màu hồng nó bỏ cái xe tăng nó qua cái tên lửa. Thành ra mình còn có 4 triệu. Ủa làm gì mà em lạnh người dữ vậy? Em rung anh. Bây giờ em còn rung đó. Hồi học á, nó chỉ cái cảm giác mà đứng rồi mình nhìn lên cái cách sắt nó cứ lơ lửng trên đầu mà không biết nó có rơi xuống hay đúng không anh. Hồi học nó hồi hộp thiệt mới dạ. Không nha. Nhưng mà rất là may, hai anh em đã lựa chọn chính xác. Nói gì nói, mình lặn xuống biển nó mát. Còn bay lên vũ trụ hết xăng cái chết luôn anh. Ủa, tên lửa bay bằng xăng hả em? Dạ em nói chơi. Xăng 92 hay 95? Hay dầu đi ô? Em không biết nữa. Không biết. Tàu ngầm là do anh phát minh, các em đã lựa chọn đáp án đúng. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ gặp lại những thành viên của chúng ta đang có mặt trong căn phòng trống nha. Xin mời kết nối. Trời ơi. Trời ơi. Còn tạo nét nữa ha. Thua mà tạo dáng quá. Thật sự buồn quá mọi người ơi. Sao Hồng ơi Hồng, bây giờ em có điều gì em muốn nói với người bạn của em không Hồng? Em nghĩ chị nên đứng xích ra đi chị. Hồi nãy là mình đã nghĩ là nó đúng rồi, tự nhiên mình đi vô cái bị tự lôi cuốn. Cái vấn đề là em thấy bên kia đông người hơn, em ham vui. Em càng qua rồi bây giờ em trách người ta. Em nghĩ tên lửa sẽ đi lên, ai về đâu nó đi luôn anh. Bảo ơi, con nhắc cứu anh nha. Thì bây giờ tiền thưởng chiên sang nghe được đi. Rồi ở đây cứu cho. Anh cho em hết. Ủa em ơi, hết. Nó nghe nè, đội trưởng em còn sống mà. Anh còn chơi mà. Anh chơi. Xin lỗi anh, em muốn nước. Không, giờ anh đang suy nghĩ coi là cứu ai. À Trung ơi, dạ. Nếu muốn cứu người ta thì trước tiên em phải an toàn cái đã nha. Dạ em còn một câu nữa đó Trung. Ủa vậy hả? Một câu nữa mới được cứu. Vẫn còn một câu. Lát nhớ cứu anh nha. Goodbye mấy em phải an toàn em mới cứu được mấy đứa em đó nha. Dạ, rồi em chiến đấu ok. Tạm biệt các em.